Các ngươi tới đây để cảm tạ ta sao? Vâng, chúng ta. Bớt nói nhảm đi, Tiểu Dương Khai ở lại, những người khác đều biến đi. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi vẫn còn là đồng tử thân chứ? Não định làm gì? Tiểu Dương Khai, ngươi hẳn là người có ân tất báo. Không biết không biết, lần này chỉ muốn ngươi giúp ta một chuyện. Không giúp không giúp. Tiểu Dương Khai, ngươi không thể bộ dạng như vậy à? Dù sao thì lão phu cũng đã là ân nhân cứu mạng của ngươi, chẳng lẽ ngươi khiến ta thất vọng sao? Lão quỷ, ngươi dám sằng bậy. Ta với ngươi đồng quy vu tận, ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Không phải ngươi, như ngươi nghĩ đâu. Tên tiểu tử này, sao ngươi lại xấu xa đến thế? Bất quá ngươi nhất định phải nói thực sự cho ta biết, ngươi đã từng khục khục chuyện gì đó với nữ tử hay chưa? Chuyện này quan trọng à? Không không có. Tốt lắm, vậy mới tốt chứ. Nói cách khác cũng có nghĩa là ta có thể giúp được não. Nếu ngươi cũng không thể thì trên đời này không còn ai có thể nữa rồi. Coi như ngươi đã qua cửa này của ta rồi. Vậy ngươi vừa nói cần một người khác với vừa ý. Đúng là phải làm rõ, đúng là phải làm nó hài lòng. Mấy tháng trước ta cũng tìm được một người phù hợp với điều kiện, nhưng nó không muốn. Việc này cũng đành phải như vậy. Thôi, ta dẫn ngươi đi gặp nó. Thành thì thành, còn nếu không thành thì không thành. Sao lại tới Khốn Long Giản? Nhìn bên kia, là nàng người cần ta giúp đỡ. Đúng, ta sẽ giúp. Đã sư tỷ, sao tỷ lại ở đây? Ta tới giúp ngươi xem quả. Mấy ngày nay ngươi không tới, ta sợ là những quả này bị người khác hái mất. Đây là quả của ngươi, ta đã dùng nó luyện thành đan dược. Sư tỷ biết rõ luyện công này của ta, nếu không tại sao nàng một mực ở chỗ này trông coi Tam Dương quả? Người xuất hiện đêm đó quả nhiên là nàng. Cảm ơn. Khục khục, sư phụ. Đây là đồ đệ của ta, ngươi muốn làm gì? Ta làm gì? Không phải là lão muốn ta đến giúp hay sao? Hắn có được hay không? Thôi thôi, thời gian không nhiều, hắn vậy. Tình huống như thế nào? Dương Khai, chắc ngươi biết trên đời này có một số người bẩm sinh đã khác người. Những người này vừa sinh ra đã có bản lĩnh mà người thường căn bản là không thể. Chẳng lẽ hạ sư tỷ? Không sai. Thể chất của ngưng thường không giống như người thường. Người có thể chất đặc thù vô cùng hiếm gặp, trăm vạn chưa chắc đã có một. Hôm nay nhìn thấy cũng coi như là may mắn của ngươi. Thể chất của sư tỷ thuộc dạng gì vậy? Đồ nhi, vừa hay quả trên cây này đã chín rồi, con hái xuống đi. Thì ra là thế. Bọn trưởng quầy sở dĩ xuất thủ tương trợ toàn bộ là vì Dương sư huynh. Bọn trưởng quầy, ta không vòng vo nữa. Ý đồ của ông là gì? Ha ha, ngươi cảm thấy ta có ý đồ gì với ngươi? Không biết. Ta biết thì hỏi não làm gì? Cái này, hóa ra những thứ này đều luyện chế như vậy cho ngươi. Nếu sư tỷ mà luyện đơn, e rằng đám người ở Dược Vương Cốc hết việc để làm rồi. Thể chất của sư tỷ thuộc dạng nào vậy? Dược linh thánh thể. Có liên quan tới luyện dược? Không sai, loại thể chất này vô cùng đặc biệt, nghìn năm khó gặp. Về sở hữu dược linh thánh thể, bản thân chính là một lò luyện thuốc tốt nhất thiên hạ, không bị độc tố ảnh hưởng. Vị sư tỷ này của ngươi, tính đến nay mới tu luyện 5 năm, trong 5 năm này, đến hôm nay, đã ở Ly Hợp Cảnh Đỉnh Phong rồi. Chỉ có 5 năm Ly Hợp Cảnh Đỉnh Phong, nếu như không áp chế, hả chẳng phải là còn lợi hại hơn cả Tô Nhan hay sao? Nếu ta không có cố ý áp chế quá trình tu hành của nó, chỉ em bây giờ đã tấn thăng đến Chân Nguyên Cảnh. Lần này, ngưng thường phải thăng lên Chân Nguyên Cảnh, có điều trước lúc đó cần phải luyện hóa từ âm ngưng nguyện lộ ở trong cơ thể. Nhưng thứ này chỉ có một mình thì không thể nào làm được, cho nên mới cần ta giúp. Cửa âm ngưng nguyên nộ vô cùng có ích cho việc ngưng luyện nguyên khí. Nếu không phải ta muốn ngưng thường luyện hóa thứ này thì cũng sẽ không áp chế cảnh giới của nó làm gì. Bản thân cửa âm ngưng nguyên nộ vốn có linh tính, muốn lấy được rất khó. Chỉ có người tu luyện khí thuộc tính dương mới có thể khống chế khả năng của nó.
Đây chính là lý do tại sao ta tìm đến ngươi. Cụ thể thì phải làm thế nào? Quá nhiều như vậy làm gì, đến lúc đó ta tự khắc nói cho ngươi biết. Không nói thì thôi, phát hỏa cái gì vậy? Thứ đó ở đâu, khi nào thì chúng ta khởi hành? Ở trong Hắc Phong Sơn, có một vùng đất kiểu âm hội tụ. Mùng 7 tháng 7 âm khí tập hợp. Chỉ có thời điểm đó kiểu âm ngưng nguyên nộ mới xuất hiện, hấp thụ âm khí của trời đất. Cũng chỉ có 19 ngày nữa, cái kia cũng không còn thừa nhiều thời gian nữa. Thế nên nếu ngươi không có việc gì, đang muốn nhanh chóng xuất phát, bỏ lỡ lần này thì phải đợi thêm một năm nữa. Ta thì lúc nào cũng được. Vậy 2 ngày nữa ngươi đến cống hiến đường gặp ta. Ta còn phải chuẩn bị ít đồ. Được, quyết định vậy đi. Đồ nhi, con nhất định phải làm sao vậy? Sở dĩ kéo dài thêm 2 ngày nữa, để ngươi nghĩ lại một chút. Hay nếu không thì tiện nghi cho tên tiểu tử kia rồi. Không có gì đâu, con đâu có ghét hắn. 2 ngày sau, ngưng tụ trọn vẹn hơn 40 giọt dương dịch. Cái này rốt cuộc đã có chút tình huống rồi. Khai nguyên cảnh tầng 4, ngày ước hẹn bên ngoài cống hiến đường. Sư đã đến rồi. Mộng chẳng quay đâu. Hôm qua sư phụ đột nhiên tái phát bệnh cũ, phải ở lại chữa trị, không đi được nữa. Vậy chúng ta có cần đại lão không? Xem ra hạ sư tỷ không thường xuyên nói dối à. Mộng lão đầu đến cùng là làm sao vậy? Không cần đâu, ta biết nơi đó ở đâu. Với lại thời gian không còn nhiều nữa. Sư phụ nói không cần đợi người đâu. Cũng được, lần này là phiền sư đại rồi. Thiếu nhi, chúng ta cứ như thế này mà xuất phát thôi. Giải sư huynh, Dương Khai vừa mới đi khỏi Lăng Tiêu Các. Một mình hắn sao? Không, còn có một đệ tử của ám đường tên là Hạ Ngưng Thường đi cùng. Hạ Ngưng Thường, ta biết nàng. Thực lực của nàng và ta không tương đương nhau, lại không thuộc về đệ tử Hạch Tâm. Nữ nhân này trước giờ vẫn luôn rất cổ quái. Nếu ở bên ngoài giết được hắn, vậy vừa hay giải được mối hận trong lòng của ta. Bọn chúng đi về hướng nào? Không biết chúng đi đâu. Chúng xem ra là sắp đi xa. Tìm vài huynh đệ đáng tin cậy, thực lực ít nhất phải là đi hợp cảnh, đi cùng ta một chuyến. Sư huynh, kể từ chuyện lần trước, đại trưởng lão đã ra nghiêm lệnh, thời gian này không ai được chạm đến Dương Khai. Không lẽ huynh quên rồi sao? Cái này sao? Đại sư huynh, chúng ta không thể động thủ, nhưng kẻ khác thì có thể. Mau nói tiếp. Nghe đâu tôn tử của phó bang chủ Long Tại Thiên của huyết chiến bang Long Huy cả tháng nay liên tục thăm dò tin tức của Dương Khai kia. Tôn tử của Long Tại Thiên, thực lực của hắn hiện tại hình như chỉ ở mức khí động cảnh thôi thì phải. Long Huy thăm dò hắn làm gì? Quan hệ giữa Dương Khai và Hồ Mỹ Nhi không được minh bạch. Long Huy nói ngày nào đó y sẽ giết chết Dương Khai. Diệu kế, nếu Long Huy đã muốn tìm hắn, vậy thì truyền tin này đi đi. Bất quá phải báo cho Long Huy nữ tử đi cùng. Dương Khai có công lực đi hợp cảnh đỉnh phong, không được khinh thường. Vâng. Xác định người đó chính là Dương Khai. Khí động cảnh tầng 1 lộ lãng, chắc chắn là hắn. Lần trước cả thành thiếu phong sư huynh lẫn lộ đào sư huynh nói đều muốn giao hơn hắn, nhưng từ lần đó không thấy hai người bọn họ trở về nữa. Đuổi theo lộ lãng ta phải biết được đại mình còn sống hay chết. Sư tỷ, mộng trưởng quầy thực sự là phát bệnh cũ thật ư? Cái này đương nhiên là, chẳng lẽ mộng trưởng quầy có duyên cớ gì khác đó không thể đi cùng đi? Không nghĩ tới sư tỷ tính tình nhút nhát như vậy, lại không chủ động đáp lời. 3 ngày sau, trong 3 ngày đồng hành, hai người nói với nhau chưa quá 10 câu, ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Dù gì cũng là mình tới tìm người ta xin giúp đỡ, vậy mà lại lãnh đạm với người ta như vậy, thật sự có chút khó nói. Nhưng ta đã quen từ quan sát sư đệ từ một nơi bí mật, hiện tại mặt đối mặt tiếp xúc lại chẳng biết đối đáp ra sao. Không được, tìm hắn tâm sự vậy. Sư đệ hình như là người ít nói, tự mình đi tìm hắn nói chuyện, không biết có khiến hắn chán ghét mình hay không. Không được, dũng khí mở miệng còn không có nữa nè. Lão có kim thân, không còn bị hoàn cảnh thần dương chân khí hạn chế, thiên địa linh khí đều có thể luyện hóa, ta muốn cấp tốc tu luyện. Văn đường chủ, khi nào thì chúng ta ra tay? Tên Dương Khai đang ở trong khách điếm này. Với thân thủ của văn đường chủ,
muốn mất hẳn cũng chẳng phải là chuyện to tát gì. Lăng thiếu gia không cần sốt ruột, một chuyến này ngoại trừ đích thân ra tay, bên ngoài còn có 6 cao thủ đi hợp cảnh cao thủ, hiện tại lập tức động thủ sẽ không quấy nhiễu người bên ngoài, càng không để lại chút vết tích gì. Chân nguyên cảnh tầng 5, Văn Phi Trần. Vậy còn chờ gì nữa, Dương Khai phải chết, còn nữ tử đó nhất định phải bắt sống. Hắn đã dám lôi kéo nữ nhân của ta, khiến hắn nếm thử tư vị nữ nhân của mình bị kẻ khác để mắt đến. Nhưng Long thiếu gia có từng nghĩ tại sao chúng ta lại vượt đường xa đến nơi này chưa? Tại sao? Văn Mẫu cho rằng bọn chúng tiến vào Hắc Phong Sơn để tìm thiên tài địa bảo gì đó. Thì thiên tài địa bảo trong Hắc Phong Sơn nhiều, mà không phải ai nên đó cũng tìm được. Câu này của Long thiếu nói sai rồi. Theo ta thấy, bọn chúng ngàn dặm xa xôi đến chỗ này, tất nhiên đã có phần nắm chắc đào được bảo vật. Nếu chúng ta ở phía sau lặng lẽ đuổi kịp, đợi bọn hắn đã tìm được thứ bảo bối kia, thì chúng ta có thể ra tay cướp đoạt rồi. Long thiếu gia nói phải, nhưng nếu đợi thêm vài ngày mà nói, thì chẳng những có thể lấy được mỹ nhân, mà cả bảo bối đó cũng sẽ nằm trong tay của Long thiếu gia. Ha ha, tốt. Cứ để tên Dương Khai đó sống thêm ít ngày, chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi. Vào đi. Hóa ra là vậy, có bọn chúng qua đây không được, để chúng làm hỏng đại sự của Long thiếu gia. Rõ. Xảy ra chuyện gì vậy? Long thiếu gia, chuyện này quả là thú vị. Không nghĩ tới trừ chúng ta ra, lại vẫn có người khác đang truy tìm Dương Khai. Ồ, ai vậy? Là Phong Vũ đâu? Hình như chúng đang chuẩn bị hạ thủ với Dương Khai. Xem ra chúng không biết nữ tử đi cùng Dương Khai thực lực khó đối phó thế nào. Ngươi chẳng nhẽ là Long Huy của Huyết Chiến Bang hả? Ngươi biết ta? Hậu nhân của Long lão tiền bối. Ngưỡng mộ đại danh lão đâu, tất nhiên là nhận ra rồi. Nếu như đã nhận ra vậy thì tốt rồi, vì sao các ngươi lại đuổi theo Dương Khai? Long thiếu gia, tai hạ chỉ nghi ngờ việc đệ đệ của ta mất tích có liên quan đến Dương Khai. Nếu như ngài có vấn đề, bây giờ chúng ta lập tức rút về Phong Vũ lâu ngay, tuyệt đối sẽ không động chạm đến Dương Khai. Nực cười, mắt chó của ngươi bị mù à? Ta với hắn mà là bằng hữu. Nếu như không phải là bằng hữu, sao người lại hỏi chuyện ân oán của ta với hắn? Ồ, không có mắt nhìn, Long thiếu gia lần này đã cứu các ngươi một mạng rồi đấy. Các ngươi chỉ biết thực lực của Dương Khai thấp, không biết nữ tử bên cạnh của hắn lại là cao thủ Ly Hợp Cảnh đỉnh phong hay sao? Ly Hợp Cảnh đỉnh phong. Đa tạ Long thiếu gia đã ra tay thương cứu, đám người tại hạ hết sức cảm kích. Hừm, biết thế thì tốt. Bổn thiếu gia lần này đến đây chính là lấy mạng của tên Dương Khai. Ngược lại là các ngươi suýt nữa đánh rắn động cỏ, suýt nữa làm hỏng đại sự của ta. Đám người tại hạ không biết, mong Long thiếu gia thứ tội cho. Mục tiêu của chúng ta cũng là Dương Khai, các ngươi đi cùng bọn ta luôn đi. Sau đó ngươi có thể dò la tung tích của đại đệ ngươi rồi. Vậy xin nghe theo Long thiếu gia chỉ bảo, bọn tại hạ nguyện sông pha khói lửa chết cũng không từ. Các ngươi đi về trước đi, ngày mai ta sẽ tìm các ngươi. Vâng. Người vừa cách không truyền âm bảo ta nói những lời này, đem bọn phế vật này thu vào, không phải là tăng thêm vương víu hay sao? Thiếu gia có chỗ không biết, Hắc Phong Sơn nguy hiểm trùng trùng, có người đi trước mở đường, tránh hao tổn nhân thủ cho chúng ta. Đây là muốn đem người của Hắc Phong lâu làm bia đỡ đạn, vẫn là Văn Đường chủ suy tính chu đáo. Long thiếu gia thiên tư thông minh, chỉ là chưa trải nghiệm nhiều, tâm tính còn thuần phác, nên chưa nghĩ được đến phần này mà thôi. Còn về phần đám người kia, bất quá nữ tử hạ ngưng thường kia, người còn trẻ đã có thực lực như vậy, sau lưng nhất định là có cao nhân chỉ dạy. Người này hoặc là không đắc tội, hoặc là chảm thảo trừ căn. Bên ngoài Hắc Phong Sơn mạch, nhờ có tiểu sư tỷ mà có thể còn sống sót đi tới nơi này. Đã trễ như vậy rồi, chúng ta nghỉ ngơi tại đây một chút đi. Không có tiếng gió hú và khoảng cách khi cưỡi ngựa, ngược lại là cảm giác đã gần gũi hơn nhiều. Tiểu sư tỷ, trong tay này của tỷ có những thứ gì vậy? Đây là tài liệu để luyện hóa cửu âm ngưng nguyên nộ. Cửu âm ngưng nguyên nộ cần một số tài liệu để có thể luyện hóa, nhưng nếu không có luyện hóa trong vòng một canh giờ, nó sẽ từ từ tiêu tán. Thì ra là vậy. Sư đệ này, ta có một câu muốn hỏi đệ.
Vừa vặn, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi sư tỷ. Vậy chúng ta phải thành thật trả lời với nhau được không? Được. Vậy ta hỏi trước. Tỷ hỏi đi, ta cam đoan là không lừa tỷ. Ta nghe sư phụ bảo, lúc ngươi cần đệ tử giúp thì đệ tử ra sức chối từ, nhưng khi đã biết chính ta mới cần giúp đỡ thì lại đồng ý ngay. Tại sao thế? Tỷ cảm thấy là vì sao? Ta không rõ, nhưng sư phụ nói đệ không có ý tốt, bảo ta để phòng đệ một chút. Lão già hỏa này coi ta thành thứ gì vậy? Vậy sao đệ lại đồng ý? Chính là vì cái này đây. Đây là lần đầu tiên có người tặng cho đệ ngưng huyết khứ ứ cao. Gia nhập tông môn 3 năm, lọ ngưng huyết khứ cao này lại là sự ấm áp quan tâm đầu tiên mà đệ nhận được. Dương Khai là người có ân tất báo, nhưng làm sao đệ biết? Ta nhớ là đệ đã hôn mê mà. Có thể người thấy mùi hương nữ nhân trên cái bình này giống với mùi hương trên người của sư tỷ. Tốt, tới được nơi hỏi. Mộng trường quay đi không phải là do bệnh cũ tái phát đúng không? Là vì ta chúc thúc mê người. Đã cười cái gì đấy? Tới hôm đó người tự nhiên bảo ta đừng đi nữa, ta bất đắc dĩ mới phải dùng cách này thôi. Động tác này giống như tiểu tình nhân đang đùa giỡn à. Ta đi nghỉ đây, đợi cứ từ từ mà cười một mình đi. Ngày hôm sau, trên đường có thể tránh được yêu thú, hẳn là nhờ cái bí bảo kia. Ít nhất là đệ cấp bí bảo thực sự hiếm thấy. Dương Nguyên Ấn xuất hiện biến hóa. Gần đây có bảo vật. Ở bên kia chuyện gì vậy? Bên kia, chúng ta qua bên kia một chút nha. Nguồn nhiệt nó phát ra ở chỗ này. Hoa này ẩn chứa thuộc tính dương thật lớn, không thua gì một quả tam dương quả. Tiểu sư tỷ, tỷ có nhận ra đây là hoa gì hay không? Bích huyết huyền dương hoa, tài liệu địa phẩm hạ cấp đó là địa phẩm hạ cấp. Có cần ta giúp ngươi luyện hóa hay không? Chưa vội đâu, trước tiên thu lại đã. Buổi tối làm phiền sư tỷ sau, gấp rút nên đường quan trọng hơn. Vậy chúng ta đi thôi. Ngày hôm sau chúng ta đã đến rồi. Bất quá nơi đây nhìn qua rất là bình thường, so với mấy các chỗ khác không có gì bất đồng. Chưa biết đến lúc mà thôi. Nếu không phải vào mùng 7 tháng 7 năm đó ta và sư phụ đi ngang qua đây, thì e cũng không phát hiện được sự ảo diệu của vùng đất này. Cũng chính là lúc đó sư phụ mới nảy ra ý định cho ta luyện hóa kiểu ông nguyên nộ. Thế nhưng sao thời khắc quyết định thì não lại bỏ cuộc. Còn nữa, đã cũng chưa biết, đã cũng chưa cho đệ tử biết, cho đệ biết rốt cuộc đệ phải giúp tỷ lấy vật đó như thế nào. Hôm nay là mùng 5, còn 2 ngày nữa là mùng 7 rồi. Đến khi đó đệ sẽ biết. Ta phải đi bố trí sân cốc này một chút. Sư đệ cứ ở chỗ này chờ ta. Có cần thiết phải thần bí như vậy sao? Lúc tới đây còn có 4 ly hợp cảnh cao thủ, hiện tại đã tổn thất mất một người. Đừng nề mề, mau xuất phát. Đám huyết chiến mang kia miệng thì kêu muốn giúp đỡ, nhưng rõ ràng lại đem bọn ta làm kẻ dò đường. Nhưng đâm nào thì phải theo nào. Văn đường chủ, chúng ta còn phải bám theo sao? Nếu vẫn tiếp tục đuổi theo chỉ e tổn thất sẽ càng lớn. Đến lúc đó gia gia ta truy cứu ra được, ai có thể tránh được sự trách tội của gia gia này. Không cần phải đuổi theo nữa, xem ra chúng đã đến nơi rồi. Sân cốc phía trước chính là mục tiêu của chúng lần này. Chuẩn bị động thủ. Cần phải chuẩn bị cái gì? Thiên tài địa bảo chỉ là thứ yếu, chỉ là tiểu mỹ nữ hạ ngưng thường kia thiếu ra đây nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, sao có thể chịu đựng được? Lập tức động thủ. Tuy chúng ta đã đến nơi rồi, nhưng tình hình chưa đến tình vật đó. Long thiếu gia có nhẫn nhịn thêm chút. Văn mẫu đảm bảo sẽ không để nữ tử đó bay mất đâu. Nhiều nhất chỉ để thêm 2 ngày. Nếu 2 ngày sau chúng vẫn không có động tĩnh gì, chúng ta liền ra tay. Tên này bùn nhão không dựng nên tường. Trong đầu ngoài nữ nhân ra chẳng có gì khác. Sau này chắc chắn sẽ chẳng làm nên cơ sự gì. 2 ngày sau ta đã trở về, quay lại rồi. Từ sắc mặt xem ra tựa hồ nguyên khí đại thương. Lần bố trí này tất nhiên là hao tổn rất nhiều tinh thần và nguyên khí. Trước tiên phải khôi phục. Tối nay giờ tí, trước lúc mặt trời mọc, chúng ta phải thu kiểu âm ngưng nguyên nộ. Nếu như để quá canh giờ nó sẽ biến mất. Tốt. Sư đệ, sắp đến giờ rồi. Đừng đứng cách xa ta quá. Cảnh giới của đệ không cao, nguyên khí nội thể có hạn, không đủ tiêu hao. Được. Âm khí đột nhiên tăng thêm, âm khí thật nặng. Sư đệ, đứng cạnh ta.
đứng cách quá xa, miếng ngọc bội này có thể chế ngự âm khí xâm nhập. Ngọc bội kia là một bảo bí bảo. Rốt cuộc đến cùng sư tỷ có bao nhiêu kiện bảo vật đây? Lại nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Đại đệ vẫn nên đi ra ngoài. Không nên, đại nên đứng ở bên cạnh của ta là tốt rồi. Ngàn vạn đừng đi ra. Tại sao vậy chứ? Đệ, nguyên khí của đệ rất quý giá, không thể lãng phí ở nơi này. Cái này rõ ràng là yêu cầu rất hợp lý mà. Ta đang khẩn trương cái gì? Sư tỷ tim đập thật là nhanh nha, thậm chí còn cảm thấy được. Nguyên khí của đệ rất là quý giá, không thể lãng phí ở nơi này. Chỉ nên dùng lúc thu lấy cửu âm ngưng nguyên độ thôi. Hiện tại chỉ mới giai đoạn bắt đầu. Đợi đến giờ tí, cả sân cốc này sẽ hội tụ một lượng âm khí dày đặc. Sư đệ tuyệt đối đừng rời khỏi ta, nếu không hậu quả rất là khó lường. Được. Dừng. Văn đường chủ, bọn chúng đã xong chưa? Xong hay chưa tạm thời chưa biết, nhưng hiện tượng xảy ra như thế này chỉ xảy ra khi có trọng bảo xuất hiện chi bằng chúng ta. Không đợi. Đợi đâu như vậy rồi còn chờ cái gì nữa? Hiện tại mau động thủ xử lý bọn chúng rồi lấy bảo bối cũng không muộn. À được rồi, chúng ta động thủ. Phong Vũ Lâu đuổi theo. Dương Khai à Dương Khai, ngươi dám động đến nữ nhân của ta thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi hối hận. Sao có người đến được đây? Đại giả bất thiện, chúng ta tạm tránh đi. Được, muốn chạy. Tên này là cao thủ chân nguyên cảnh, sư đệ chớ manh động. Các ngươi là ai? Là người muốn lấy mạng ngươi? Tốt tốt, hay cho một nữ tử thanh thuần động lòng người. Chuyến đi này của bổn thiếu gia quả là không uổng phí. Khụ khụ, ta cùng các ngươi có thủ án gì sao? Ta chính là Long Huy, tôn tử của phó bang chủ huyết chiến bang Long Tại Thiên. Ngươi có ý đồ với Hồ Mỹ Nhi, có từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay hay chưa? Lộ Đào là đại đệ của ta, nó cùng Thành Thiếu Phong đã mất tích cùng một lúc. Ta hỏi ngươi, việc chúng mất tích có liên quan gì đến ngươi hay không? Không thể tưởng tượng, mặt mũi của ta thật là lớn. Lần đầu tiên rời khỏi tông môn lại bị hai địch nhân để mắt tới, làm nên bị tới hạ sư tỷ. Lát nữa thì cứ mặc kệ ta, mình tỷ hãy tìm cơ hội trốn đi. Muốn đi, nhưng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần nữ nhân ở phía sau ngươi, chỉ có thể làm đồ chơi cho một thiếu gia mà thôi. Chơi chán thì sẽ giết chết. Đi. Si tâm vọng tưởng. Thì không sao chứ? Không, không có gì. Vân đường chủ đánh gãy tay chân của cũng không sao, chỉ cần đừng làm hỏng dung nhan của làng là được. Tiểu cô nương, cô cũng nghe thấy lời của Long thiếu gia rồi, nói rồi, nếu như thức thời ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đừng mơ tưởng. Tốt, đây là tự ngươi tìm đấy. Xoẹt, đây là thiên cấp bí bảo. Cái gì? Văn đường chủ, ngươi nói cái gì? Thiên cấp bí bảo có thể dễ dàng đỡ công kích của tại hạ, đây nhất định là cấp bí bảo, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu mình đem thiên cấp bí bảo này đưa cho Gia Gia, chỉ sợ ngay cả bang chủ Hồ Man cũng không phải là đối thủ của Gia Gia nữa. Văn đường chủ, ngươi có thể đoạt được thứ này trước phó bang chủ huyết chiến bang, ngày sau chắc chắn sẽ do ngươi đảm nhiệm. Đa tạ Long thiếu đã Long thiếu gia nâng đỡ. Tất cả động thủ. Xoẹt, một chút hiệu quả đều không có. Nhất định phải tìm được đường ra trước khi cuồng sáng bị phá. Đáng giận à, một chút hiệu quả đều không có. Mọi người vận chuyển nguyên khí chống cự âm khí nhập thể. Đây là cô ta muốn bố trí pháp trận ngay tại sân cốc này. Phá nhanh lên, Phong Vũ Lâu cùng lên, lên. Sư tỷ duy trì đại trận đã hao phí rất nhiều nguyên khí, ta coi như nhiều chết cũng phải đưa sư tỷ rời khỏi nơi này. Ha ha, xuất hiện kẽ hở rồi. Phong, không tốt, chịu chết đi. Ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Sư tỷ, sư tỷ, người không, người đừng có sao nhé. Vù. Lại để cho hắn chạy. Đây là cái gì? Rác rưởi, đều là một lũ rác rưởi. Nhiều người như vậy mà đối phó với một người lại thất bại thảm hại. Thiếu gia bất giận, nữ tử kia sợ là trước đó đã bố trí trận, lần này mượn uy lực trận pháp để đối phó với chúng ta. Nhưng hiện tại cô ta đã không còn một chút nguyên khí nào, chỉ là dê đợi làm thịt mà thôi. Vậy còn chờ gì nữa, khẩn trương đuổi theo. Vâng, cho các ngươi một cơ hội sống, nếu đem được ả kia về đây.
Bắt phi trần, ta sẽ đem các ngươi ra khỏi đây an toàn. Xin hỏi văn tiền bối, có thể xác định ả kia không còn lực tránh đỡ, được đánh trả. Đương nhiên, bây giờ các ngươi mau đuổi theo, bất cứ ai cũng có thể tùy tiện bắt ả. Mang về giao cho Long thiếu gia, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Chúng ta đuổi theo. Các ngươi cũng đi đi, sau lưng nữ tử hạng ngư thường, nhất định có cao thủ làm chỗ dựa vững chắc. Một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, chúng ta sẽ gặp phiền toái. Tản ra. Văn đường chủ, rốt cuộc là chuyện xảy ra chuyện gì? Không biết ả dùng thủ đoạn gì. Một thân tại hạ bi áp. Một thân tại hạ bi áp. Chỉ còn khí động tam tầng nữa thôi, ba sợi xiềng xích nhập vào cơ thể, hóa trụ vận chuyển của nguyên khí và đan điền. Lại có thủ đoạn như thế. Chỉ còn tam tầng, nhưng cô ta không còn chút nguyên khí nào. Nên trốn thoát là chuyện không thể, chỉ cần tìm được bọn chúng. Những thứ nên thuộc về Long thiếu gia sẽ là của Long thiếu gia. Vừa rồi Long Huy tâm lý tức giận, giọng điệu hơi lặng một chút. Đợi chuyện thành công, ta chắc chắn sẽ nói với gia gia. Đường chủ vẫn là vất vả như nào. Kẻ hỏi trong sân cốc, mau đuổi theo, có nữa ngay phía trước rồi. Chúng chưa chạy xa được đâu. Bọn chúng hiện tại đang suy yếu, tranh thủ thời gian tìm được bọn chúng. Cô ta đang bị trọng thương, chắc chắn không chạy xa được. Chắc chắn là đang ở gần đây, mau lục soát. Bên kia có động tĩnh, mau đuổi theo. Cuối cùng đã. Thì không sao chứ, đại có thể giúp gì được. Trong ngực ta có một đan dược, mau lấy giúp ta. Tốt, đại biết rồi. Để tranh thủ thời gian, ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì. Thì không sao chứ, không có gì đáng ngại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể động thủ. Không sao là tốt rồi. Thì nghỉ ngơi đi, một lát nữa sóng êm gió lặng, đợi tìm đường đưa tỷ ra khỏi nơi này. Bây giờ không đi được, ta đã khai khởi cửa ông bắt tỏa trận. Hiện tại sân cốc này đã bị trận pháp phong tỏa, không thể rời khỏi nơi này. Lúc trước thì rời khỏi hóa ra là để bố trí trận pháp, vốn là để đối phó với âm ngưng nguyên nộ, nhưng bất đắc dĩ đành phải khởi động trước. Trận pháp này không phải là lấy giết làm chủ, nhưng mà bọn chúng đã bị âm khí xâm thể, thực lực của chúng đã bị phong ấn hơn phân nửa. Có thể phong ấn được bao nhiêu? Ít nhất là 7 phần. Mấy cao thủ trên nguyên cảnh hẳn là bị phong ấn khoảng 8 phần. Nói cách khác, bây giờ bọn chúng căn bản là không thể xuất toàn lực. Sư đệ, đại chớ làm loạn. Cho dù bọn chúng bị phong ấn thần lực đi nữa, cũng không phải là người đại có thể đối phó. Sớm muộn gì cũng bị phát hiện, không bằng chủ động xuất kích, còn có thể tìm được một con đường sống. Bọn chúng người đông thế mạnh, đệ đừng xúc động. Tiểu sư tỷ, đừng ngăn cản đệ. Tỷ biết nếu rơi vào tay của Long Huy sẽ có kết cục như thế nào không? Đợi một chút, nếu đệ khăng khăng muốn đi, vậy thì mang theo cái này. Tỷ cần nó hơn, âm khí trong sân cốc, đệ có thể ứng phó. Mặt khác, nếu đệ có thể trở về, tỷ sẽ đồng ý với đệ một việc chứ, có vấn đề gì? Chờ đệ trở về rồi nói. Còn có, vào lúc bình minh, nếu đệ không quay lại, tỷ mau chóng rời khỏi đây. Hùng sư huynh, bọn chúng chân ở nơi nào, sao tìm mãi cũng không thấy? Ngạ sư huynh và đám súc sinh huyết chiến bang kia cũng đang tìm kiếm, nó không chừng bên bọn họ đã bắt được Dương Khai và nữ tử kia. Đáng tiếc cho cô nương kia, hình như rất xinh đẹp, nếu rơi vào tay của Long Huy, không biết sẽ bị trả đạp như thế nào. Long Huy tính tình háo sắc, nhất định sẽ chẳng có thành tựu gì lớn. Sau này chờ chúng ta lớn mạnh, sẽ là thời điểm chúng ta giao huấn hắn. Là Dương Khai, chỉ bằng các ngươi không phải là đang tìm ta hay sao? Dương Khai, không nghĩ tới ngươi lại chui đầu vào lưới. Ai chui đầu vào lưới còn chưa biết đâu. Nữ tử ngươi cứu đi đâu rồi? Anh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta đã là khai nguyên cảnh tầng 6, ngươi bất quá chỉ là khai nguyên cảnh tầng 4, không biết sống chết. Sư đệ, thay ta được trận, giáo huấn hắn một chút. Trước thử xem bản lĩnh của ngươi, soạt. Cũng có chút năng lực đấy. Lôi phong âm, chỉ là một hạt gạo và cũng dám tỏa sáng. Để mạng lại, soạt. Tay không tiếp kiếm, chỉ là khai nguyên cảnh tầng 4 thôi. Điện giật chết người. Hắn không phải chỉ có khai nguyên cảnh tầng 4 thôi sao? Tại sao nguyên khí trong người lại hùng mạnh hơn mình? Bốp. Giác, ngươi đừng tới đây. Hùng sư huynh. Hoa, đừng tới đây, muốn chạy. Chạy đi đâu? Vù. Xẹt.
Cái này là vũ kỹ gì? Tiết các ngươi không cần dùng vũ kỹ. Có người đến gần. Là người của Phong Vũ lâu. Có lẽ bị tiếng động vừa rồi làm kinh động tới. Trái hai người phải một người. Trước hết giết hai tên kia. Vừa rồi kêu thảm thiết, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra? Kẻ nào? Là Dương Khai. Bang, sư huynh. Ngựa, sư đệ. Dương Khai đền mạng cho sư đệ ta. Giác. Ngươi. Dầm, khúc khúc. Quả nhiên chính là ngươi. Lộ đà với Thành Thiếu Phong chính là do ngươi giết. Không sai, tất cả đều do ta giết. Hôm nay sẽ lấy mạng của ngươi để tấn anh hùng đại đại của ta trên trời. Xẹt. Chỉ là khác nguyên cảnh tầng 4 cũng dám càn rỡ trước mặt của ta. Ta sẽ không vội vã giết ngươi chết. Ta sẽ tra tấn cho ngươi sống không bằng chết. Khoa chân múa tay. Đánh nhau cào cấu như nữ nhân vậy. Ngươi không hổ thẹn hay sao? Miệng lưỡi bén nhọn đấy, đợi nát nữa. Chưa có cầu xin ta tha thứ. Để cầu xin tha thứ chỉ sợ là ngươi không biết tự lượng sức mình. Điều này sao có thể? Chân khí ở khai nguyên cảnh tầng 4 sao có thể bá đạo như thế được? Nguyên. Không đúng, nguyên lực trong một quyền này ở trong chất chiếu uy lực tương đương với khai nguyên cảnh tầng 5 rồi. Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, chịu chết đi. Sơ hở. Dâm. Cho ngươi xem chiêu này. Sao có khả năng chân khí của khai nguyên cảnh tầng 4 sao có thể mã đạo như vậy được? Bất khuất chi ngao. Vậy mà đã tới khai nguyên cảnh tầng 9, chẳng lẽ là phong ma? Chỉ một tên võ giả khai nguyên cảnh sao lại gặp phải loại tình huống như này? Phong ma ánh mắt thiển cận. Ngươi vẫn còn thần trí. Đây rõ ràng chính là trạng thái phong ma. Vì cái gì mà ngươi vẫn có thể? Ngươi nói ta có hay không đây? Vinh phụt. Tay này bị phỏng, ngón tay vặn vẹo, xương cốt đứt đoạn, kinh mạch bị tổn thương, có thể nói là đã bị phế. Cứu cứu mạng, Dương Khai giết người. Pang pang. Dương Khai, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ưng kích trường không. Bốp. Cái gì rõ ràng lại có thể tránh qua. Vinh. Không chịu nổi một kích. Người còn di ngôn gì không? Người có huyết chiến mang nghe được tin của ta truyền đi, rất nhanh sẽ đến tìm người. Phóc thở. Học học. Phong Vũ lâu toàn quân bị diệt. Đại chiến ma trận, đánh chết 5 người. Kế tiếp nên trốn hay là lên chiến đây? Giờ dịp còn đang trạng thái đỉnh phong có bất khuất chi ngao, lúc này không chiến còn đợi khi nào? Dương Khai, thúc thủ chịu trói đi. Không biết sau trận chiến này ta còn có thể sống sót để nhìn thấy tiểu sư tỷ hay không. Ta sẽ tận lực. Nguy rồi, lật thuyền trong mương rồi. Hy vọng có thể bắt kịp bà cô của ta ơi. Ngươi cũng đừng gặp chuyện gì không may à. Âm khí. Nếu như kiểu âm bất ngoạ, kiểu âm bất tỏa trận đã mở, xem ra đồ đệ đã động thủ rồi. Trận pháp mở ra, cả trong lẫn ngoài đều không thể thành, đều không thể thông hành, thần thức cũng không thể do thám được. Vào bên trong, lão phu đi rằng có thể phá trận, nhưng nếu như trận pháp bị phá, làm không khéo sẽ khiến tâm huyết của đồ đệ bị uổng phí. Đã đạt được rồi.